Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em ra view cái ngày này là ngày 25 tháng 12 nhé. Thì ở đây hôm nay cũng có xe bus cũng như là tàu điện nhé. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì tối nên là mọi người cũng ra đây chơi cũng đã đông rồi nhé. Bởi vì là cái đèn này nó được lên ấy, người ta tranh thủ mấy hôm nữa bởi vì ở đây nó sẽ tắt đèn nhé. Nên là chỉ còn mấy ngày nữa là nó tắt rồi nên là mọi người ra đây chơi nhé. Thì em sẽ đi cái cung đường này vào ngày 25 tháng 12 để cho mọi người xem ở bên đây nhé. Thì hôm nay ở bên đây không có tàu điện như là xe bus nhé. Thì mọi người đi chơi cũng như là mọi người đi ra đây để chụp hình đấy nhé. Thường hôm nay thì tất cả các cửa hàng shop cũng như là tất cả các quán là hàng ở đây người ta đóng hết lại nhé. Thì em sẽ đi chiều ngược lại để cho mọi người xem nhé. Thì em sẽ đi ở trên đây. Thì đây sẽ là một trong những cái cung đường mà rất là thu hút rất là nhiều khách du lịch đến đây nhé. Người ta đến đây người ta chơi vui chơi cũng như là người ta chụp hình nên là cái cung đường này hôm nay buổi chiều mới ra đây thì rất là vắng nhé. Nhưng hiện tại bây giờ thì thấy cũng có người đến đây chơi rồi, cũng khá là đông nhé. Mọi người đi ra đây chơi cũng như hôm nay thì không có tàu xe nhé, nhưng mà ngày mai ra đây thì lại cái cung đường này sẽ rất là đông nhé. Nên người ta đi chơi ở cái khu vực này rất là nhiều, cung đường nó rất là đẹp nên là người ta đi ra đây đông rồi. Đấy, nhưng hôm nay thì tất cả những cái cửa hàng người ta đóng hết rồi, nên lượng người ra đây ít lắm. Daniel, Julka.
Yeah, that's okay. Thank you. Rất là đẹp nhé.